Cả nhà đổi đời giàu to, khi thắp nhang mùng 1 Tết, cứ đọc câu này, để cả năm làm ăn suôn sẻ, tiền vàng kéo vào ầm, cầu gì được nấy. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta đã bước qua năm 2023 và bước sang năm mới 2024, năm Giáp Thìn. Với người Việt Nam ấy, thì Tết Nguyên Đán không chỉ là cái khoảng thời gian chuyển giao giữa năm cũ và năm mới âm lịch, mà nó còn chứa đựng nhiều cái ý nghĩa tâm linh văn hóa. Theo quan niệm của người phương Đông ấy, đây là cái khoảng thời gian đất trời có sự giao hòa và con người trở nên gần hơn với thần linh. Tết Nguyên Đán ngày xưa ấy, là cái dịp lễ để người nông dân bày tỏ cái tấm lòng thành kính đến các vị thần linh như là thần đất, thần mưa, thần mây, thần mặt trời, thần sấm, thần nước, v.v. Đó. Và cầu mong một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Bên cạnh đó, đây còn được coi là cái ngày làm mới, ngày để mọi người có thể hy vọng vào một cái năm mới an lành, hạnh phúc, sung túc đủ đầy, thuận lợi trong cả năm và gác lại những chuyện cũ không may mắn. Đó. Do vậy, cái dịp Tết thì nhà nào cũng tất bật dọn dẹp nhà cửa trang hoàng cho thật đẹp để đón các cụ về ăn Tết. Và trong cái dịp năm mới thì khi mà cúng ngày mùng 1 Tết ấy, thì nên đọc câu gì, khấn gì để cả năm được may mắn, bình an là một cái câu hỏi mà rất nhiều người quan tâm đã gửi đến Tử Thông. Đó. Thưa quý vị, nói chung ấy, khi ngày mùng 1 Tết cầu gì khấn gì mỗi lần lên hương thì cũng là một cái thắc mắc của rất nhiều gia chủ. Cái ngày mùng 1 Tết ấy, thì cũng là một cái dịp để mọi người làm mới về cái phần tình cảm và tinh thần, để cái mối liên hệ với người thân, bạn bè được gắn bó hơn, tinh thần sẽ được thoải mái hơn, được tươi vui hơn. Trong cái dịp lễ Tết thì các gia đình thường tụ họp để chúc nhau, cùng nhau thắp nén hương tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên, tạ ơn ông bà tổ tiên đã phù hộ trong suốt một năm vừa qua. Và khi dâng hương thờ cúng ông bà tổ tiên ấy, thì nên cầu gì khấn gì để cả một năm được may mắn, bình an. Như quý vị đã biết ấy, từ xưa đến nay cái phong tục thờ cúng ở Việt Nam đã được lưu truyền từ đời này sang đời khác để tưởng nhớ đến công ơn sinh thành của ông bà, cha mẹ. Cùng với đó là nhiều lời cầu khấn đấy, hết sức linh nghiệm. Không những thế, các lời cầu khấn, khấn vái sẽ giúp cầu xin được các đấng vô hình, linh thiêng phù hộ độ trì cho gia chủ cũng người cùng người thân được tai qua nạn khỏi, phúc đức lâm môn. Nhắc đến văn khấn, khấn vái thì đó là một cái nét đẹp truyền thống của dân tộc ta, của ông bà, đã được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Các đến các thế hệ ngày nay ấy, thì trong các ngày lễ Tết dỗ chạp, gia chủ thường bày trí hương hoa trả lễ rượu đúng không? Cùng các đồ vật cúng dâng lên thờ cúng ông bà tổ tiên để mời ông bà hưởng thụ lễ vật, rồi thắp hương, thắp đèn, đốt nến, tiến hành khấn vái, vái lại để tỏ lòng hiếu kính, biết ơn, cầu chúc cho một năm mới được bình an, may mắn, tài lộc dồi dào. Thì trong cái mỗi lần thắp hương ấy, thì chúng ta cũng phải có một cái nghi lễ gọi là cúng. Đấy. Thì quý vị biết ấy, cúng là một cái hành động thắp hương, lạy và vái. Đấy, khấn là một trong những cái hành động để thể hiện cho cái lời nguyện cầu trong miệng khi mà cúng. Tức là gì? Những cái lời nói nhỏ liên quan đến các chi tiết về cái mục đích buổi lễ cúng, về ngày tháng năm nơi cúng, cúng ai, thờ ai, tên của những người trong gia đình, lời cầu xin và lời hướng nguyện. Sau khi khấn xong thì người ta thường thực hiện vái, vì vái được xem là một cái lời chào kính cẩn. Vái là một cái hành động được áp dụng ở cái tư thế đứng, nhất là trong các dịp lễ Tết dỗ chạp cúng ngoài trời ấy, thì vái được xem là một cái hành động thay thế cho lạy ở trong trường hợp này. Và ngay sau đây Tử Thông sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về cái bài văn khấn cúng ngày mùng 1 Tết. Đó. Mùng 1 Tết chớ khấn nôm, cứ đọc đúng câu này. Đấy. Thì cả năm sẽ được làm ăn suôn sẻ, tiền bạc kéo vào ầm. Đó. Thì quý vị có thể mở trang 27 nhé, trong quyển sách là văn khấn toàn thư, để gì? Đọc cái bài văn khấn cúng ngày mùng 1 Tết. Bài văn khấn như sau. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con lạy chín phương trời, lạy mười phương chư Phật mười phương. Con kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ, chư vị tôn thần. Con kính lạy ngài Đương Niên Thái Tuế, chí đức tôn thần. Con kính lạy ngài Thành Hoàng Bản Thổ, chư vị đại vương. Con kính lạy ngài Đông Chủ Tư Mệnh, Táo Phủ Thần Quân. Con kính lạy các ngài Tiền Hậu Địa Chủ Tài Thần. Con kính lạy các bậc tiên gia và chư vị tôn thần cai quản trong đất này xứ này. Con kính lạy Cao Tàng Tổ Khảo, Cao Tàng Tổ Tỷ, Bá Thúc Huynh Đệ, Cô Di Tỷ Muội, nội ngoại dâu rể, ba tổ cô, ông mãnh, hội đồng gia tiên, họ,
kính mời các cụ hiển linh. Hôm nay là ngày mùng 1 Tết năm 2024, tức ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Gia chủ chúng con sinh năm, cùng các thành viên trong gia đình, họ, tên, năm sinh. Hôm nay là ngày mùng 1 Tết, tháng Giêng, năm Giáp Thìn. Chúng con kính mời các ngài đương niên Thái Tuế, Chí Đức Tôn Thần, ngài Thành Hoàng Bản Cảnh, chư vị đại vương, ngài Bản Gia Táo Quân cùng các vị chư thần tôn thần lai giáng chứng lễ cho gia đình chúng con. Tiết xuân năm mới, xin các ngài phù hộ độ trì cho toàn gia được mạnh khỏe, tam dương khai thái, vạn tượng canh tân, đón mừng năm mới. Con cháu tưởng niệm đến ân đức của tổ tiên như trời cao bể rộng, khôn đem tất cỏ báo đáp ba xuân. Chúng con cùng toàn thể con cháu trong nhà sắm sửa lễ vật, mâm cơm kính cẩn mời gia tiên thụ nhận. Kính mời các cụ cao tàng tổ khảo, cao tàng tổ tỷ, bá thúc huynh đệ, cô di tỷ muội, nam nữ, nội ngoại. Cúi xin thương xót con cháu, linh thiêng giáng về linh sàng, phù hộ độ trì cho con cháu năm mới được an khang, mọi bề thuận lợi, sự nghiệp thì hanh thông, bốn mùa không hạn ách tai bay nào xâm hại, tám tiết thì có điềm lành tiếp ứng. Tín chủ con lại mời các vong linh tiền chủ hậu chủ ở trong đất này xứ này cùng về hâm hưởng. Dãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám, phụng duy cẩn cáo. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cúng xong quý vị vái ba vái nhé, vái ba vái. Như vậy là chúng ta đã kết thúc cái bài văn khấn mùng 1 Tết. Quý vị thân mến, thì từ ngàn đời xưa cái nghi thức thờ cúng tổ tiên và các vị thần linh đã in sâu vào cái văn hóa của người Việt, đúng không? Cũng như là gì? Của người phương Đông nói chung. Trong đó, cái việc thắp hương vào ngày Tết được coi là một cái nét đẹp văn hóa sâu sắc trong tâm linh, thể hiện cái tấm lòng thành kính của gia chủ đối với các bậc bề trên. Mỗi một nén hương thơm được dâng lên trên bàn thờ sẽ là cái sợi dây tâm linh kết nối giữa hai cái cõi âm dương, góp phần đem lại cái sự hòa hợp, và hạnh phúc cho gia đạo. Cái điều đáng tiếc là hiện nay không ít gia chủ đã vô tình phạm phải những cái sai lầm đại kỵ khi mà thắp hương trên bàn thờ ngày Tết, dẫn đến những chuyện tay bay vạ gió, đại họa triền miên, không ngóc đầu lên được. Vậy thì đó là những cái sai lầm nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng Từ Thông tiếp tục theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Sai lầm đầu tiên mà nhiều người phạm phải đó chính là thắp hương liên tục trong ngày Tết. Thưa quý vị, nhiều gia đình có thói quen thắp hương liên tục trong 3 ngày Tết, thậm chí còn kéo qua rằm, với mong muốn là gian thờ lúc nào cũng được ấm cúng, không để hương lạnh khói tàn. Có người thì cầu kỳ hơn, còn giữ cái thói quen tỉnh dậy giữa đêm để châm hương khi mà hương tàn. Tuy nhiên, dưới góc nhìn văn hóa, tâm linh ấy, hoặc là dưới góc nhìn phong thủy ấy, thì điều này nó là không chính xác. Chúng ta chỉ nên thắp hương cái dâng lễ lên cúng tổ tiên cũng như các vị thần linh. Nói chung ấy, mọi người chỉ nên thắp hương vào cái thời khắc chuyển giao năm mới và năm cũ, dâng hương lên tổ tiên khi mà có mâm cỗ cúng đó. Thực chất cái việc thắp hương liên tục là cái điều không tốt, nó chỉ gây phiền toái cho gia đình, nhất là gì, cái đồ cúng không có sự bổ sung thay đổi mà vẫn giữ nguyên. Cái điều này đồng nghĩa với cái việc là mời gia tiên về ăn Tết, ăn đi ăn lại tỏ thái độ không thành tâm. Để duy trì hương khói trên bàn thờ những ngày Tết ấy, thì gia đình có thể sử dụng hương vòng nhé. Thưa quý vị, bên cạnh đó thì nếu muốn đốt hương vòng thì quý vị nên đặt ở một cái đĩa bên ngoài cái bát hương nhé. Cái nhiều người vẫn hay cắm một cái thanh sắt vào thẳng bát hương ấy, rồi châm hương vòng. Đấy, cái điều đó là không tốt, đó là cái hành động yểm bùa, không nên lạm dụng. Tốt nhất là các gia đình hãy dùng một cái thanh tre gỗ hoặc là gỗ để thay mới thường xuyên ấy. Khi thắp hương thì gia chủ cũng cần phải ăn mặc chỉnh tề, không mặc quần đùi, ăn mặc lộn thuộm. Khi mà khấn vái cũng cần phải gì, liền mạch, không ngắt quãng, không bỏ dở hay là bị sao nhãng bởi bất cứ cái việc gì. Cái điều cần nhất là cái sự thành tâm, thể hiện cái sự tôn trọng với thần linh, với tổ tiên, với ông bà. Cái sai lầm thứ hai là cắm hương vòng vào trong bát hương ngày Tết. Thưa quý vị, trong các ngày Tết thì mọi người thường là muốn giữ lửa ở trên bàn thờ được gì, được liên tục, không bị tắt. Vì vậy, nếu muốn thắp hương liên tục thì quý vị có thể sử dụng hương vòng để được lâu hơn. Lưu ý khi thắp hương vòng thì quý vị không nên để hương vòng vào trong bát hương, mà nên để ở một chiếc đĩa riêng. Cái việc này với mục đích là gì? Vừa không động bát hương, lại vừa thể hiện gì để làm sạch bàn thờ. Nhiều người vẫn hay đặt một thanh sắt cắm vào giữa bát hương ấy, và châm hương. Đó. Rồi nói chung ấy,
đó là một cái hành động không tốt đấy. Các gia đình có thể dùng que tre và que gỗ nhé. Cái sai lầm thứ ba ấy, là không chú ý về số lượng nén hương. Thưa quý vị, cái việc thắp hương ngày Tết cũng cần phải chú trọng đến cái số lượng nén hương đấy. Tránh thắp hương số chẵn và không nên châm cả bó hương. Vừa tránh để ô nhiễm không khí lại vừa đỡ lãng phí cũng như là đỡ gây ra những hỏa hoạn không đáng có. Với người Việt thường chọn số nén hương để thắp trong ngày Tết là số lẻ 1, 3, 5, 7 hoặc là 9 nén. Tuy nhiên đa phần ấy, thì cũng không quá 3 nén. Nhìn chung ấy, cái việc thắp con số lẻ bao nhiêu ấy, là không khác nhau nhiều về cái ý nghĩa. Quan trọng là cái sự thành tâm của gia chủ. Hương theo quan niệm của nhà Phật là một trong những cái lễ vật cần thiết để dâng cúng. Đó là hương, hoa, đăng, trà, quả, thực. Rất nhiều cái ngôi chùa hiện nay khuyến khích Phật tử chỉ thắp một nén hương với cái ý nghĩa là hướng về cái làm sạch môi trường và gì đỡ gây ra cái sự hỏa hoạn. Cái ý nghĩa của năm giới hương đó là giới hương tức là gì, tự nhắc nhở bản thân hướng thiện cho tâm hồn luôn ở trong sáng. Định hương sẽ khiến cho lòng được an yên ổn định. Tuệ hương khiến cho trí não được sáng suốt. Chi kiến hương sẽ giúp cho phát triển trí tuệ, phát triển năng lực. Giải thoát hương là giúp buông xả những ưu phiền trong cái cuộc sống. Theo quan niệm của học thuyết âm dương ngũ hành thì cái số lẻ tượng trưng cho cõi dương, số chẵn tượng trưng cho cõi âm. Do đó, khi mà thắp hương ấy trong ngày Tết thì quý vị cũng nên chọn con số chẵn đó. Thắp hương nhiều hay ít không quan trọng, chủ yếu là xuất phát từ cái tâm hướng thiện của quý vị, cầu mong các vị thần linh, các vị thần Phật hoặc là gì cầu mong được gia tiên tiền tổ phù hộ độ trì với cái tâm thành thành kính nhất. Thứ tư là Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những kiêng kỵ cần tránh khi mà thắp hương. Thưa quý vị, cái việc thắp hương ngày Tết cũng như bất cứ lúc nào, khi đứng trước bàn thờ thì trang phục đầu óc phải chỉn chu, sạch sẽ. Thì ngoài ra tâm hồn phải tĩnh lặng, đấy, tránh những cái suy nghĩ mông lung, thiếu tập trung. Cái điều này nó vừa thể hiện cái sự trang nghiêm của nghi lễ, đồng thời cũng thể hiện tấm lòng thành kính đối với các bậc thần Phật tổ tiên. Trường hợp mà hương mà đang cháy bị tắt thì quý vị nên để nguyên hương tại vị trí đó và đốt lư hương, đốt lại hương để cho cháy tiếp. Quý vị nên cắm thẳng hương, đấy. Thắp hương ở nơi kín gió để tránh bị tắt giữa chừng. Không cắm que hương vào trong đồ ăn khi mà dâng cúng. Cái việc này tại vì cái chân hương nó được tẩm hóa chất, xử lý qua hóa chất rất dễ gây ra ngộ độc cho những người ăn. Bên cạnh đó, nhà có trẻ nhỏ thì cũng không nên lạm dụng đốt nhiều hương, ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ trong nhà. Tuyệt đối không dùng hương giả tức là nhang điện để cắm vào chân hương. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái bài văn khấn ngày mùng 1 Tết cũng như là cái nghi lễ, nghi thức, những điều kiêng kỵ khi mà dâng hương. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.